Chiều ngày 14 tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề. Đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ tọa kỳ họp. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Văn Giang, nguyên trưởng phòng tư pháp thành phố do nghỉ hưu trí. Bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Minh Hằng, tân trưởng phòng tư pháp thành phố đồng thời nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đối với các văn bản trình kỳ họp. Cùng đó xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về việc chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang chi năm 2023 đợt 1 và kéo dài thời gian thực hiện giải ngân vốn các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022, chưa giải ngân hết chuyển sang năm 2023. Dự thảo nghị quyết việc phân bổ tăng thu ngân sách, không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất, đợt 2 năm 2022. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung dự án khởi công mới năm 2023. 100% các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tham dự kỳ họp nhất trí thông qua. Tiếp đó, đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phát biểu giải trình một số vấn đề liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cùng các tờ trình về công tác tài chính, ngân sách của thành phố thời gian tới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm triển khai các nghị quyết, quyết tâm tập trung, đổi mới mạnh mẽ, chủ động, linh hoạt hơn nữa trong điều hành giải quyết công việc để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của thành phố những năm tới.